Đây là một cái cây trà rất trà bạch rất là đẹp trong vườn ạ. Thứ nhất nó là cây trà bạch ta nhá, cây trà bạch cổ. Đây bạn nhìn thấy này, lá nhọn, đầu nhọn, răng cưa rõ ràng. Nữa nữa là các bạn nhìn thấy là các cây này nó đang kết nụ rồi nhá bạn nhá. Đó, có rất là nhiều nụ rồi. Năm nay về là chơi là đẹp luôn ạ. Nụ đẹp chưa ạ? Đó. Đấy là về nụ nhá, lá rất là xanh và nhọn này, đầu nhọn này, răng cưa rõ ràng này, trà bạch ta này. Đầu búp lá của nó rất là non, là màu xanh nhá bạn nhá, không hề có một cái màu đỏ chút xí nào như là cái cây trà thâm hồng bát diện ạ. Với cái cây này đẹp ở thế bạn nhìn thấy là gốc nó có một cái độ thoát thân nhất định. Nó được khoảng tầm 10 12 cm và hai nữa cái bộ gốc của nó nổi lên này, rất là đẹp. Trạc thì là trạc ba nhá. Đấy, cái cây này hội tụ rất nhiều yếu tố để có một cái cây trà đẹp, nữa là tán tròn ạ. Chiều cao của cây để mình thử ước chừng xem nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, được hơn 1 mét. Nụ rất nhiều, đóng nụ nhiều rồi. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cái cây chậu trà bạch ta cổ, cây rất đẹp như thế này thì vui lòng alo thật sớm nhá, một trong các số điện thoại trên màn hình bạn nhá. Cảm ơn bạn nhiều ạ.